Chào cô chú anh chị nha. Bữa nay 18 tây tháng 3 năm 2023. Bữa nay con quay cho mình một số cây ha, nho thân gỗ nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị gắng cố gắng coi hết clip giúp con. Clip kéo dài tầm khoảng 10 phút thôi nha. Con sẽ quay nhanh một số cây cho mình đây. Rồi. Thì hiện tại trước mắt cô chú anh chị là một cây nho đỏ 12 bộ tán cũng khá là tròn đẹp, một cốt lên thoát thân tầm khoảng 10 cm. Bắt đầu nó ra nhánh như thế này. Cây này đã có hoa có trái rất nhiều lần rồi, quanh dao động. Quanh cây này dao động tầm khoảng 14 à, quanh dao động khoảng 14. Lô này con sẽ bán cho mình cây này đi, cây này đi, riêng cây này, riêng cây 14 này con sẽ bán cho mình là giá là 1,9 triệu nha cô chú anh chị. 1,9 triệu cây số 92 là một cây nho đỏ 12 vụ, cây đang có hoa cho mình nha. Lý do cây này nó rẻ hơn những anh chị em trong lô là nó hơi nhỏ hoành hơn một tí xíu, nhưng mà dáng thì không hề xấu nha mọi người. Dáng cực kỳ đẹp. Ở đây có một cái thẹo, nhưng mà thẹo này không sao, thì nho thân rỗ thì nó sẽ liền sẹo ha. 1,9 triệu cho em này cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đang rất là nhiều hoa và nhiều nụ, nhun nhút luôn. Về là nó sẽ đi đọt lại, là nó sẽ ra tán lại, nó sẽ đẹp hơn như hiện tại nha. Này. Cây này dáng khá là đẹp đây. Cây 96 thì là 2,1 triệu bao cước về tới nhà. Này là chậu đỏ nha, mà chậu đỏ to chồng con sang cái chậu nhỏ này. 96 nha, cây 12 vụ nha cô chú anh chị ha. Cây 12 vụ thì nó cực kỳ khỏe nha. Về ngày hôm kia mà hôm nay bắt đầu nhú hoa trở lại hết rồi ha. Cây bắt đầu sẽ đi đọt cho mình. Cây đi đọt lại thì tán nhìn sẽ khác hẳn như hiện tại nha. Còn cây này hôm bữa gắn số 10 rồi nè, rất là đẹp luôn, một cây tứ quý. Ok ha, một cốt lên hai nhánh, xong ra bốn chi nè. Một cốt lên ra hai nhánh này, thấy không cô chú anh chị? Một cốt ra lên hai nhánh nó ra thêm bốn chi nữa, bốn chi lớn nha. Đó. Cây này con gắn số 10 rồi. Đây, vườn con hôm nay khá là trống luôn cô chú anh chị, trống nhiều hẳn luôn ạ. À. Nho thường cũng vậy, nho thường đã hết rồi. Ha. Con sẽ vào bên trong con quay cho mình xem. Thì hôm bữa ai có mua giống thanh trà ngọt bên con rồi đó, còn lăn tăn suy nghĩ ha, hoặc là gọi điện thoại cho con mà hỏi ừ bán thật đúng thanh trà ngọt không cô nha. Câu hỏi đó thật làm con đau lòng lắm luôn á. Cây số 94, cây số 94 là một cây tí quý nha, hoa chi chích nhu nhút như thế này. Cây này là 1,1 triệu bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị nha. 1,1 triệu bao cước về tới nhà ha. Cây này gốc thằng này dao động tầm khoảng 12,5 nếu mình đo sát đế nha cô chú anh chị nha. 12,5, hoa xù xì và chi chít luôn, cực kỳ yêu cho em này luôn. Em số 49 nha, 94 cô chú anh chị, xin lỗi, 94 nha cô chú anh chị nha. Cây 16 là một cây đế nổi, hôm bữa khách chốt xong rồi, nhưng mà cái cây này nó không có rễ cô chú anh chị, con không dám giao nên là vừa chừa lại cắt tán để nuôi nè. Khách chốt rồi đó, nho giống con hết rồi, bán nhanh cô chú anh chị thương á, nên con bán khá là nhanh. Con cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn, ủng hộ con ha. Tuy là vườn con bán cây xấu thật sự, không có chăm lại luôn, nhưng mà về là đẩy rất là nhanh. Đó, nho đỏ giống, nho tứ quý giống, hôm nay con đã hết hàng, lô nho ở đây cũng trống hàng rồi. Bây giờ quay cái gì cho cô chú anh chị mình xem đây, để con kiếm cây nào xù hoa rồi con sẽ quay cho mình xem nha. Con còn hai cây này, 350 một cây, hai cây 650 ha. Ai mua cây nào lô này thì alo cho con nha. Đó, một cặp này là 650 ngàn, chậu đỏ này sale nha. Một cặp này là 650 nha cô chú anh chị, một cặp là 650 nha. Ở ai lấy một cặp 650 đó thì báo con nha. Còn một cặp duy nhất nên là bán giá sale. Còn cái cây của chị Hiền này. Chị ơi, em hôm nay đóng hàng không kịp, lý do là mắc bận đi vườn phát cỏ. Trời ơi, bữa nay đi làm nông dân nên là mọi người thông cảm nha. Đây, rồi kế bên là một cây Tiger số 7. Tiger thoát này là 700 bao cước về tới nhà nha mọi người ơi. Một cây Tiger nha. Còn cây 12 vụ này rất là đẹp, nhưng mà lý do gì còn sót lại ở vườn thì mình không biết nha mọi người. Cây số 22, 800 bao cước về tới nhà. 22,800 bao cước về tới nhà, hàng rất là xịn sò nha mọi người ơi. Cây đang rất là nhiều nụ như thế này luôn, rất là nhiều nụ nha. Cây này về có thể chỉnh sửa đế rồi cũng được nha, mà sao nó còn ở đây không biết nữa. 22,800 bao cước về tới nhà cô chú anh chị ơi,
Đây, Việt Quốc hết hàng rồi, này là của khách chặn. Nên là bữa giờ là ai gọi hỏi con Việt Quốc đó thì là chuyến sau, tuần sau con về nha mọi người. Đây, còn thanh trà cái này hái tặng cho khách đây, chuẩn bị mai đóng hàng nha. Ai mua thanh trà thì mình sẽ tặng trái nha mọi người. Đây là cái dòng trái to, hiện tại bên con đang bán cây giống là dòng này nè. Đó, dòng trái to hạt nhỏ này nè. Còn cái dòng này là dòng xưa nè. Đó, dòng này là dòng trái dài xưa nè. Đó, dòng này là dòng xưa. Đó, thì hiện tại thanh trà ngọt nó có rất là nhiều dòng khác nhau. Nên là cô chú anh chị hỏi tại sao giống bên mày tới 300 ngàn một cây và giống chỗ khác nó dao động tầm 100, 50. Thì 150 đó, thứ nhất là không biết có phải ngọt hay là không nữa. Nếu đúng là ngọt xưa cũng là may mắn cho mình rồi ha. Đó, còn hiện tại bên con cây giống cái dòng trái to hạt nhỏ đó thì con đang bán cho mình là giá là 300 một cành chiếc nha cô chú anh chị. Đây, cành chiếc hiện tại bên con còn khoảng được 20-30 cây gì đó. Nhưng mà trong vườn thì số lượng bạc ngàn ha. Con sẽ up cái clip trong vườn của con lên cho mọi người. Đây là chỗ dựa giống để con bán thôi ha. Còn đây là cây tứ quý nè. Cây tứ quý 350 này đang rất là nhiều hoa nè mọi người. Cây này đang rất là nhiều hoa ha. Ai thích về chăm cây thì mới lấy cái lô này nha. Còn ai thích chơi hàng đẹp sẵn, ai thích người mẫu đã chuẩn rồi á thì không thể nào lấy cái lô này được nha. Lô này là lô chăm số 9 350 ha. Gốc to bằng ngón chân cái của mình nha mọi người ơi. Sáu phút video là 6 phút rồi. Đây, lô chậu đỏ chữ tàu. Lô chậu đỏ chữ tàu này, cây này một cốt thoát thân này, tầm khoảng lên khoảng 30 cm, bắt đầu tỏa nhánh cây, đang rất là nhiều nụ nha. Dáng này ok. Đó, cây này có hoa rồi. Bây giờ con bán sao mình là cây 98 chậu đỏ chữ tàu này là 900 bao cước. Chỉ có lô này là tại vì con còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con còn có 8 cây thôi. Nên là giá con bán rẻ hơn hôm bữa nha cô chú anh chị nha. Đó, chỉ còn có 8 cây thôi. Cây 91 chậu đỏ chữ tàu nữa. Lô chậu đỏ chữ tàu này thì nó rất là già cây nha mọi người. Bữa nay con ăn ba cái thanh trà. Trời trời, cái bụng con nó cào từ sáng tới giờ luôn. Bữa nay đi vườn con ăn toàn là thanh trà, chả có ăn cơm nước gì. Đây, hoa rất là nhiều luôn nha mọi người. Trời ơi gì đó. Đây, 91 chậu đỏ chữ tàu nha, 12 vụ nha. Lô này là lô 12 vụ. 12 vụ là trái chín đỏ, còn tứ quý thì trái chín đen nha. 900 bao cước về tới nhà ha. Cây này có dạng nó đột biến á, cái lá nó không giống như lá 12 vụ cô chú anh chị, nó rất là khác luôn. Con tính để lại cây này con chăm để vài bữa con sang chậu lớn. Có một số khách con trồng cái lá giống hệt về nè, khoe con á, nó trái màu xanh là nó đã ngọt, rất là ngọt, hạt rất là bé. Con thấy thằng này giống đột biến nên con để lại con trồng. Nó rất là khác, nó không giống tứ quý, không giống 12 vụ luôn. Để lại trồng ăn trái thử coi sao ha. Đây, còn cây này rất là nhiều hoa này. Chậu đỏ chữ tàu cây này rất nhiều hoa. Ai chơi hoa chơi trái thì lấy cây này là ok nè. 900 bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị nha. Hoa quá trời hoa luôn, trái rất là trái. Trái quá trời luôn. Đây nè. Đó. 900 cho các em số 95 nha cô chú anh chị nha. Số 95 900 ngàn bao cước về tới nhà, hoa nó lên tới trên ngọn luôn nè mọi người. Hoa nó lên tới trên ngọn luôn ha. Đây, đây là một em một cốt nữa nè. Đây, lô chậu đỏ chữ tàu này có hai cây một cốt. Cây số 98 một cốt và cây này một cốt là một cặp nè. Nếu ai lấy một cặp thì con sẽ bớt giá cho mình một tí xíu lấy lọc nữa ha. Còn lấy một cây thì giá 900 nha cô chú anh chị nha. Cây số 97 nha. Cây số 97 cũng là 900 ngàn. Tại vì mấy cây này có hoa con sẽ quay cho mình xem á. Còn lô mới về của con á, nó hơi còi và sơ sát á. Ai nếu muốn chịu chăm á thì mới lấy cái lô đó được. Đây nè. Bữa nay con trống vườn thật sự luôn cô chú anh chị ha. Lý do tại vì sao con Kiều nó bán nhanh dữ vậy mọi người? Nó bán hàng rẻ, rẻ nha cô chú anh chị nha. Nó bán hàng rẻ mà cái miệng nó dẻo. Thôi, con nói chơi vậy thôi chứ không có. Cái miệng con cũng bình thường à, chứ không có dẻo gì hết trơn hết trọi á. Đó. Cây này về chăm nè, ai chịu khó chơi cây này về chăm dáng cũng khá là ok này ha. Tán xè rất là đẹp, y hệt như cái quạt luôn. Cái cây tứ quý 91 này con đang bán cho mình là giá 1 triệu bao cước về tới nhà ha. 91, tứ quý 91. Cây này về phải chăm và cắt tỉa lại nha. Cây đang đi đọt nhưng mà dù sao nó cũng hơi sơ sát, lý do là hàng mới về á. Về cắt bỏ cái cành này đi, những cành tâm này rửa hết cho con thay chậu ha. Thay chậu sang khoảng 2 tháng sau là nhìn không ra em này luôn. Cây này ra dáng rất là ok nè. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn mọi người. Con đi sâu vào bên trong coi. Ai đang nghiên cứu ha thì xem hết clip clip con nha. Cây 12 vụ này cái tàn khủng khiếp, cái tàn này.
Cái lô này thì 950 bao cước về tới nhà này. 93. Cây 93 12 vụ ha. Tán khủng này. Ồ bộ tán là chơi tán thì cây này ok. Ha cô chú anh chị nha. Cây này con bán số vô đây nha. Đây. 93 950 bao cước về tới nhà ha. Con bán nhanh á, lô này con bán, con sẽ bán cái giá này rất là giá rẻ hơn những lần trước rất là nhiều. Lý do hàng hôm nay về không dưỡng, không nuôi gì hết thì đẩy cho cô chú anh chị, nên là phải đẩy với cái giá hợp lý cho cô chú anh chị trồng. Còn lê của con đậu trái luôn rồi. Lê này á là lê nâu nha cô chú anh chị nha. Lê nâu. Đây. Cây đang có đậu trái luôn rồi nha. Đậu trái luôn như thế này, cây to như thế này thì hiện tại bên con đang báo là giá là 1 triệu 2 bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị nha. 1 triệu 2. Cây bật hoa nhiều và bật đọt luôn rồi nha. Con còn chỉ có mấy cây thôi, 2 4 2 4. Con chỉ còn 7 cây thôi ha. Rồi. 7 cây. Đây. Còn cây này. Còn cây này là cây còn cây Sansili. Còn cây Sansili gắn số 2 này cho mọi người nha. Cây rất là đẹp, 700.000 này. Rất là đẹp luôn, mầm hoa tua tủa luôn nha. Mầm hoa tua tủa luôn. Hiện tại con đang còn mất gươm 700 nhiều lắm, đang rất là nhiều nụ nha cô chú anh chị nha. Sansili. Sansili này, Sugar Cane này, nhiều. Rồi. Đó. 350 cho em này, 350 rất là đẹp, rất là nhiều nụ luôn. Còn lô này nếu ai muốn lấy số lượng nhiều thì alo con nha. Lô này thì bật hoa hết rồi. Bác sĩ bốc cũng nhiều ha. Này con đang bán là 280 một cây nè. Cây rất là đẹp nè, 280. Về ít hơn mà nó sẽ ra hoa, tại vì lô này có hoa hết rồi. Hai những cây có hoa con chọn riêng, nhưng mà thường là có hoa là dáng nó không có đẹp. Như cây này là 280 này. 88 con bán 280 con bao cước về tới nhà cho cô chú anh chị nè. Đó. Cây 88, đó là như vậy đó ha. Rồi. Hanh trà này, hanh trà hàng này con nuôi ra này. Đó. Hàng này con nuôi này. Cây bung hoa này, bung hoa nhưng mà hoa cũng sẽ rụng nha. Một cô chú anh chị nọ đòi lấy cây có hoa và có trái, nhưng mà cái này là hoa với trái giống như làm mẫu chơi cho vui thôi, chứ về nó cũng sẽ rụng thôi ha. Tại vì nó đã có sẵn trong cành chiết rồi ha. Đó. Nhìn có một số khách nó nhận cây cái nó ủa Kiều ơi sao mà cái lá hanh trà thấy nó buồn buồn. Thật sự là nó như vậy chứ không phải là nó buồn đâu cô chú anh chị. Đó. Rồi. Con chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại trong video tiếp theo ha. Vườn con trống nhiều nữa rồi. Tuần sau con về hàng mới, cô chú anh chị đón xem và ủng hộ nha. Cây bánh kem này 350 nè. 350 nè cô chú anh chị, hàng này con nuôi lại nè. Đó. Rồi, con chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.